Nhiệm vụ trọng tâm được xác định là đẩy nhanh tiến độ xây dựng chiến dịch phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cơ cấu lại sản phẩm và thị trường khách du lịch theo hướng bền vững, hiệu quả, phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ mới, làm mới các dòng sản phẩm chủ đạo nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch phù hợp với từng phân khúc thị trường. Ngành du lịch Nghệ An khuyến khích doanh nghiệp, địa phương phát triển các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, tập trung phát triển sản phẩm theo từng vùng và thế mạnh của địa phương. Hiện nay, 53 đơn vị kinh doanh lữ hành và chi nhánh đặt tại Nghệ An, trong đó có 25 công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, 296 hướng dẫn viên lữ hành nội địa và quốc tế đang hoạt động.